Và kính thưa quý vị, bên cạnh Nhật An đây chính là anh Sơn, là giám sát thi công của công trình của nhà của anh Sáng, và nơi em sẽ đại diện cho quý vị đang theo dõi kênh Mắt Hôn. Em phỏng vấn một số câu hỏi anh nhé. Em không biết là với công trình nhà anh Sáng ở đây thì mình đã khởi công từ ngày nào vậy anh? Từ ngày 11 tháng 6. À, 1 tháng 6 âm lịch. Âm lịch. Dạ. Vậy thì hiện tại là nó đang thi công đến giai đoạn nào và sắp tới mình sẽ triển khai gì ạ? Đây là sắp tới triển khai là vào phần tô hoàn thiện, gạch, ốp lát, nước. Là phần thô mình đã xong rồi, hai tấm đã xong rồi, chuẩn bị phần mái và tô hoàn thiện, bảo hoàn thiện. Vậy thì với cái giai đoạn này thì không biết là một ngày thì trung bình mình cần khoảng bao nhiêu thợ trên công trình vậy? Một công trình như anh giám sát đây là quân bình từ tất cả tổng số khoảng từ 8-12 người dao động. Dạ, 8-12 người. Vậy mấy hôm nay thì em thấy thời tiết đôi khi nó cũng mưa, thì không biết nó có ảnh hưởng đến cái tiến độ hoặc là cái việc quá trình làm của mình không ạ? Không, đến giờ đến giai đoạn hoàn thiện này thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến trời. Mình đang làm hoàn thiện trong nhà mà, nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Dạ, mình làm bên trong. Dạ, vậy thì với công trình này là công trình đồ sộ, em thấy là cũng hai tầng mái Nhật ha, cũng khá là to. Thì không biết là với địa chất ở đây thì mình đã quyết định lựa chọn loại móng gì và vì sao ạ? Ở đây là vừa chủ đầu tư và vừa bên công ty phòng mình là lựa chọn móng băng. Móng băng. Băng hai phương, băng tứ phương đấy. Nó là sự lựa chọn tốt nhất rồi đúng không anh? Đúng, tốt nhất đây. Dạ, dạ. Và cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành ít phút để giải đáp một số thắc mắc, và em chúc anh sẽ giám sát công trình mình hoàn thành kịp tiến độ, và sẽ lần sau em đến thì công trình sẽ hoàn thiện rất là đẹp anh nhé. Rồi, ok. Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An rất vui lại tiếp tục chuyến hành trình của mình, dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Đồng Nai và chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm công trình của nhà anh Nguyễn Văn Sáng, là một khách hàng của Mắt Hôn. Hiện tại thì công trình đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Vậy thì công trình đang thi công đến giai đoạn nào rồi? Hãy cùng Nhật An tiến gần hơn đến công trình của nhà anh Sáng nhé. Và ngay ở bên cạnh Nhật An đây chính là công trình của nhà của anh Sáng quý vị ha. Và như quý vị thấy là công trình cũng khá là đồ sộ. Công trình này thì có gì để anh xin chia sẻ về kích thước cho quý vị luôn. Đó chính là sẽ có chiều rộng là 8,5m, chiều dài là 17,3m, và tổng diện tích sử dụng là rơi vào tầm khoảng hơn 210m2. Với căn nhà này thì về chiều cao là từ cót xung không đến đỉnh mái là 10m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,6m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại thì công trình đang trong quá trình thi công, và sắp tới thì theo gia chủ chia sẻ là sẽ triển khai thêm ở lên trên đến phần mái ha. Hiện tại thì tầng 1 và tầng 2 thì những cái phần tường bao xung quanh quý vị thấy là cũng đã hoàn thiện rồi. Quý vị có thể thấy là công trình chúng ta sẽ nằm khá là gần với khuôn viên nhà ở bên này, là không gian nhà cũ của gia đình của anh Sáng. Và sau này thì chắc chắn khoảng sân này, sau khi mà gia chủ đã hoàn thiện xong căn nhà, khoảng sân này chúng ta được ốp lát nữa thì an tin rằng nó cũng sẽ rất là đẹp và nó sẽ nổi bật công trình hơn rất là nhiều. Và dựa trên bản vẽ, quý vị có thể dễ dàng nhận thấy là công trình sẽ đi theo phong cách là tân cổ điển ha. Và với cái màu sơn trắng cũng như nhiều những chi tiết trang trí thì chắc chắn là sau này khi mà chúng ta sơn phết xong thì công trình cũng sẽ rất là nổi bật luôn. Ở ngay khu vực ăn đứng đây, đây là khu vực tiền sảnh của căn nhà của anh Sáng, và như quý vị có thể thấy là cũng rất là rộng rãi nè. Ở phía trước sẽ là có hai cái chiếc cột, sẽ là hai cái trụ chính của căn nhà, và đây sẽ là ngay khu vực phía trước luôn. Ở đây là sau này chắc chắn chúng tôi sẽ bố trí một cái cửa chính rất là đẹp và hoành tráng ha. Thông thường thì cửa chính nó luôn là cái cửa quan trọng quý vị ha. Và để mà chúng ta đo đạt đủ với kích thước và chúng ta lựa chọn á, thì quý vị có thể căn cứ vào một cái công cụ mà Nhật An chia sẻ rất là nhiều lần, đó chính là thước lỗ ban. Thước lỗ ban nó sẽ giúp cho quý vị biết là những cung tốt nè, cung xấu nè theo phong thủy. An ví dụ là sẽ có những cái cung, ví dụ là sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị là những cái cung tốt. Còn những cung xấu ví dụ là ngũ quỷ, lục sát, hòa hại là những cung xấu. Thì quý vị hoàn toàn có thể nhập những thông số vào và chúng ta có thể truy cập vào thước lỗ ban online của Mắt Hôn. Quý vị có thể vào trang web của chúng tôi là thiết kế thi công trọn gói .com. Và với kích thước cửa như thế này thì thông thường kiến sư họ sẽ rất ưu tiên để lựa chọn những cái cung tốt để cho gia đình của quý vị ha. Và An xin lưu ý là chúng ta phải trừ đi những cái khoản bản lề, chứ không phải là chúng ta cứ lấy nguyên cái kích thước này nhé. Kích thước này thì đúng là kích thước gốc, nhưng
mà cửa sẽ có những cái bản lề, những cái phần mà chúng ta không mở ra được, thì quý vị phải trừ đi nữa thì chúng ta sẽ có được một cái kích thước tiêu chuẩn và nó đúng, và ta nhập vào thì sẽ thuộc vào cung của thước lỗ ban nhé. Đó là về tổng quan bên ngoài căn nhà. Bây giờ hãy cùng An tiến vào bên trong để xem là cách phân chia không gian của căn nhà ánh sáng nhé. Và không gian đầu tiên mà em vừa bước chân vào đây sẽ là khu vực phòng khách với diện tích là 20m². Và với khu vực phòng khách này thì chúng tôi sẽ lấy ánh sáng này nhờ vào những cái ô, hai ô cửa sổ khá là to đây nè quý vị. Rồi một ô cửa chính ngay ở phía trước như An vừa trình bày quý vị rồi đó. Và sau này với khu vực phòng khách này thì chắc chắn là sau khi hoàn thiện xong mà chúng ta đặt cái bộ bàn ghế vào, rồi kệ tivi nữa thì chắc chắn sẽ rất là lộng lẫy luôn quý vị ha. Tiến ra phía bên này một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy có một cái lối cửa để mở ra cửa mặt bên của căn nhà. Đây là những cái thiết kế rất là quen thuộc của Mac Home, bởi vì nếu một căn nhà mà chúng ta chỉ có một lối cửa đi ra đi vào thì nó sẽ hơi bị ngột ngạt đúng không nào? Cho nên là có thêm những cái thiết kế, những cái lối cửa mặt bên thế này rất là cần thiết. Nó sẽ giúp cho căn nhà sẽ có lưu thông không khí một cách tốt hơn, cũng như liên quan đến phong thủy thì nó cũng giúp lưu chuyển vượng khí cho căn nhà. Thì đây sẽ có lối cửa mở ra mặt bên ha, rất là mát mẻ luôn. Và gắn với cái khu vực đó ở đây chúng ta sẽ là khu vực bếp với diện tích là 31m². Và với căn bếp ở đây thì sau này gia đình thoải mái để bố trí tủ bếp, của kệ tủ bếp cũng như là bàn ăn. Bởi vì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ô cửa sổ nè. Ở ngay phía này cũng có cửa sổ nữa ha, để mà lấy ánh sáng vào ở bên trong này, tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ nhất. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh được thiết kế ở đây, nhà vệ sinh chung. Quý vị để ý thì cái phần sàn ở bên dưới sau này chúng ta sẽ thiết kế nó sẽ âm xuống, nó sẽ không có bằng với cái sàn nhà chính. Thiết kế âm như thế đó thì nó sẽ giúp cho nước không tràn ngược bên trong nhà chính của chúng ta. Đó là một cái thiết kế liên quan đến mặt công năng. Còn liên quan đến phong thủy thì người ta sẽ quan niệm quý vị là nhà vệ sinh là nó là cái nơi mà nó có nhiều cái uế khí, những cái xú khí. Cho nên là khi thiết kế âm như vậy thì những cái uế khí, xú khí nó không tràn ngược vào những cái không gian chính của chúng ta, thì nó sẽ giúp ích hơn về mặt phong thủy cho gia đình. Đó là một số cái liên quan đến vấn đề thiết kế. Ở phía bên này chúng ta sẽ bố trí một phòng ngủ với diện tích là 12,5m². Và với diện tích cũng khá là rộng như thế thì sau này chúng ta cũng thoải mái để bố trí công năng. Phía bên này nữa thì sẽ xuất hiện thêm một phòng ngủ nữa. Và tổng cộng là tầng 1 của căn nhà của anh Sáng là sẽ có đến là 2 phòng ngủ quý vị ha. Phòng ngủ này thì cũng có diện tích 12,5m² luôn. Và chúng tôi cũng có một cái ô cửa sổ ở đó để mà lấy ánh sáng nè. Và phía bên này thì sẽ là khu vực cầu thang để di chuyển lên trên tầng 2. Và ở đây khi mà cầu thang được thiết kế thì quý vị thấy nè, thứ nhất là cầu thang nó sẽ không có nhìn thẳng ra phía ngoài cửa, nó sẽ không phạm vào cầu thang thoát tài theo mặt phong thủy. Đây là một cái thiết kế em nghĩ là rất là hợp lý luôn ạ. Và thiết kế ở đây thì đặt cũng rất là gọn gàng nè. Và quý vị thấy nó nằm lệch hẳn so với cái cửa phụ một bên, nó cũng không có phạm vào cầu thang thoát tài luôn. Đó chính là một số lưu ý. Và liên quan đến kích thước của cầu thang thì thông thường một cái bậc thang nó sẽ là tầm 15-18cm là thoải mái nhất cho bước chân của người Việt Nam của chúng ta. Và số bậc thì theo công thức là 4N+1, có thể là 21, có thể 25 bậc. Thì đó chính là về liên quan đến khu vực thang nhé. Và em cũng xin chia sẻ là hiện tại bởi vì công trình đang trong quá trình thi công, cho nên là tầng 2 thì chúng tôi chưa có hoàn thành được cái chiếc thang này 100%. Cho nên An chưa thể di chuyển lên tầng 2 để có thể giới thiệu quý vị về căn nhà ánh sáng được. Nhưng mà tin chắc rằng một thời gian nữa thôi, khi nhà hoàn thiện thì An trở lại, An sẽ dẫn quý vị đến tầng 2 của căn nhà ánh sáng nhé.
Vậy nên Nhật An vừa dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà ánh sáng ở trạm bơm Đồng Nai, một công trình đang trong quá trình thi công và cũng rất háo hức chờ đợi ngày công trình hoàn thiện để có thể dẫn quý vị chúng ta đến thăm một lần nữa. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Markhome những số hotline 0964558888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.